Và bây giờ xin mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi, xin chào bạn. Dạ, em xin chào MC Quỳnh Linh. Rồi. Em xin chào MC Rồi. Nam Thư. Rồi, xin bạn. Chào tất cả khán giả trong trường quay ạ. Mời bạn gái giới thiệu về mình trước đi. Dạ, em xin chào MC Quỳnh Linh ạ. Em chào chị Nam Thư. Em chào, em. Chào quý vị khán giả đang ngồi phía dưới. Em tên là Nguyễn Thanh Thảo và em đến từ Bình Dương ạ. Năm nay em nhiêu tuổi rồi Thảo? Dạ em sinh năm 1991 đó chị. À, mình làm công việc gì hả Thảo? Hiện tại thì em có hai công việc. Thì ban ngày thì em làm kế toán, còn ban đêm thì em tự làm chủ cho em. Dạ em bán hàng online, em đi dạy kèm đó chị. Mời bạn trai. Em xin giới thiệu với chương trình, em là Nguyễn Bá Ngọc. Em sinh 1983. Em quê Thanh Hóa nhưng em vào Bình Dương 22 năm rồi. Ở Bình Dương 22 năm? Dạ. Ở đâu? Dạ em ở Thuận An. Thuận An á hả? Dạ. Hỏi coi hai người gần nhau không? Anh hỏi là em ở chỗ nào Bình Dương vậy em? Dạ em ở Thủ Dầu Một anh. À cũng gần mà. Mình cho biết một ít cái ưu điểm, khuyết điểm đi bên đàn gái. Dạ ưu điểm của em thì em là người vui vẻ, hòa đồng. Em dễ bắt chuyện, thân thiện. Nhưng mà khuyết điểm của em thì em lo xa. Nhưng mà cái xa của em nó không giống như người ta. Ví dụ chị nghe nè. Ví dụ như người ta đi xa thì chừng một cây số thôi, còn em đi xa lên tới sao quả luôn á chị. Đi xa quá. Em đi xa quá nên em cần một người kéo em xuống kịp thời. Thôi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ em thì em sống chân thật. Chân thật, dạ, gì nữa? Hòa đồng, vui tính. Khuyết điểm của em là em hút thuốc khá nhiều. Hút thuốc nhiều à? Hút ngày mấy gói? Chắc cũng cỡ gói. Tại trời ơi. Em là kinh doanh buôn bán bên bia, em là phân phối. À, nhà phân phối bia ha? Dạ. Ý, vậy thì chắc nhậu dữ lắm hả anh ơi? À, không có chị Nam Thư, em thì nói chung không phải ai cung cấp bia cũng biết nhậu hết. À. Em thì cũng biết uống nhưng mà tiểu lượng em ít lắm. Công việc thì em cũng có tham gia chút thôi. Vậy thì được. Dạ. Nói chung là hút thuốc mà giảm được thì tốt nữa. Dạ. Nha? Rồi. Đường tình của bên đàn gái sao? Dạ hiện tại thì em cũng trải qua hai mối tình nhỏ nhỏ, hồi sinh viên của em thôi chứ cũng không có gọi là sâu sắc cho lắm. Dạ. Yêu mấy tháng? Cái mối tình lâu nhất của em là hồi sinh viên thì kéo dài 3 năm rồi anh. Đã có hứa hẹn gì chưa? Dạ chưa luôn anh. Đã có nắm tay chưa? Dạ chưa luôn, cũng chưa hôn bao giờ. Trời. Yêu 3 năm mà chưa hôn. 3 năm? Thì bởi vậy nên tụi em mới chia tay đó chị. Anh Ngọc ơi. Dạ. Mình đã nắm tay bao nhiêu cô rồi? Em thì cũng nắm rất nhiều mà chính thức được 3 cô chị. Ba cô luôn. Mối tình cô nào dài nhất? Là cô đầu tiên ấy nha anh. Tại em thì nói chung là yêu trẻ dữ lắm. 23 tuổi em mới có mối tình đầu tiên. Rồi ba cái mối tình đó tại sao lại chia tay nhau mà thứ quen là, đúng bánh như vậy? Thứ nhất thì khi em còn ít tuổi á, thì sự nghiệp của em chưa có gì hết. Mà mình xác định mình cuộc sống ở phương Nam này. Rồi cái khi mà mình có một cái kinh tế ổn định quen người cuối cùng á, thì người ta lại không đồng ý là cuộc sống mình với mẹ mình. À, ý là chỉ hai vợ chồng sống thôi mà em là con trai duy nhất gia đình. Em có trách nhiệm với gia đình. Ở với mẹ đúng không? Dạ em vì nhà mình nhà em, riêng mình luôn. Em thì chưa có nhà nhưng tương lai 1-2 năm nữa em sẽ có nhà, bởi vì em đang còn vướng bận vào kinh doanh buôn bán. Nhưng mà hướng sắp tới thì khoảng bao lâu nữa thì mình có thể 1-2 năm nữa thôi. 1-2 năm nữa. Dạ. Bên đây cũng là một chàng trai có chí hướng nhưng mà có chí thông hướng. Báo trước là bên đây là ở với mẹ là bắt buộc phải là làm dâu đó. Dạ. Nếu vậy thì Thảo, em có ngại chuyện làm dâu không? Em không có ngại cái vấn đề phải làm dâu, nhưng mà em nghĩ là tốt nhất là nên ở riêng, tại vì sinh hoạt vợ chồng thì sẽ nhiều cái nó sẽ thoải mái hơn. Thực sự là gia đình anh thì cũng có ít người thôi, anh và hai đứa em thôi. Mà hai đứa em thì nó lấy chồng và sinh sống ngoài Bắc rồi. Thì trong đây thì anh công việc của anh rất là bận, phải có mẹ để phụ giúp nhà cửa, nói chung rất có nhiều việc. Như vậy thuận lợi đó. Dạ. Yeah. Bây giờ Thảo, em có thể nói về cái mẫu người đàn ông mà em mong muốn tìm cho mình không? Người yêu của lý tưởng của em. Thật ra thì em cũng không có mẫu gì cho lắm. Chỉ là người đó sống biết hiểu chuyện, biết suy nghĩ cho em. Chứ là nhiều khi tính của em thì nó cũng hơi con nít tí xíu á. Nên cần một người nó cũng hơi trưởng thành hơn em tí xíu. Rồi, bên đây muốn một người phụ nữ như thế nào? Thứ nhất là em mong muốn một người phụ nữ là hiền, là mẫu phụ nữ của gia đình. Của gia đình. Và có một nét đẹp truyền thống. Rồi để anh qua xem đàn gái coi sao nha. Dạ, có gì nói nghe anh. Rồi, đàn trai qua xem mắt đàn gái. Dạ, em chào anh. Chào gái. Dạ. Cười rất là tươi ha. Công nhận em cũng là một người có chí hướng đó chứ. Dạ. Làm việc sáng rồi trưa chiều tối luôn nữa. Dạ, em là người sống tự lập anh. Chính em xác. Độc lập về tài chính. Đúng vậy. À, nãy giờ nghe em bên kia nói thì em cảm nhận ảnh là người thế nào? Em mới cảm nhận sơ sơ thì nghĩ ảnh cũng là người có tình cảm. Đúng rồi, tại vì ảnh đang chăm sóc mẹ của mình đó.
thật sự anh nói ở đây á, với tư cách đàn anh nuôi em đó, hãy về sống chung với mẹ chồng đi. Mẹ chồng bây giờ á không phải như mẹ chồng ngày xưa. Mình về đó mình có rất nhiều cái điều kiện thuận lợi, có thể em sinh em bé rồi mẹ chồng chăm sóc, em đi làm em có thể phát triển. Còn bây giờ này, nếu em ở một mình em phải đứng ra chăm sóc, em đâu có làm việc được, đúng không? Tại vì em tính em nó độc lập từ đó giờ rồi, nên giờ có người khác vô em cũng hơi khó chịu. Cái này em nghĩ là phải để hai bạn tìm hiểu với nhau rồi thích nghi như thế nào rồi. Không, tức là anh muốn em thay đổi cái suy nghĩ đó thôi. Dạ. Sống một mình buồn lắm em ơi. Dạ. Ha? Chào bye. Anh. Dạ em chào chị. Anh dạ hôn được nghe bằng chị. Trời ơi, dạ. em trẻ lắm. Anh thích một mẫu người bạn gái như thế nào về ngoại hình á? Thì ngoại hình thì từ 1m55 tới 1m6 được rồi chị. Dạ. Cân nặng thì tầm 55 tới 60 cũng được. Vậy thôi. Vậy thì nãy giờ nghe nói chuyện rồi đó, anh hình dung cô gái bên này như thế nào? Em nghĩ là cô bên đó cũng cá tính cũng mạnh. Cô nói là cô độc lập thì em cũng bước ra cuộc sống, ra bước vào đời là lúc 15 tuổi. Em cũng độc lập từ lúc 15 dạ, tuổi. Dạ. Hai người độc lập cưới về hai người sống hai nhà cũng được. Thôi bây giờ lập. Mình à, giao lưu người thân đi. Đúng rồi. Đàn gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đến với bạn của em chị. Dạ, lời nói đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt trong phim trường ngày hôm nay à. Dạ, thì em chỉ có vài điều muốn nói là bạn của em thì tính tình thì khá là trẻ con. Nói chuyện thì rất là vô tư, hồn nhiên và nghĩ sao nói vậy. Nếu mà hai người mà có đi với nhau về sau này á, thì em nghĩ là anh sẽ có một trái tim anh phải nói là rất là... rất là vĩ đại để có thể mà bao bọc những cái tính tình hơi trẻ con của bạn em anh. Rồi, dạ em chỉ có nói vậy thôi ạ. Rồi cảm ơn em. Hôm nay Ngọc đi với ai? Dạ em đi với mẹ với các anh chị trong gia đình. À có mẹ nữa hả? Có mẹ nữa hả? Rồi chào cô. Dạ lời đầu tiên tôi xin chào trường quay, xin chào anh Quỳnh Linh và chị Nam Thư. Dạ có nhà và cô. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là mẹ của cháu Ngọc. Thì hôm nay tôi đi đến đây với cháu thì với nguyện vọng là cũng mong gái của cháu là hợp với cháu để tôi mau có con dâu, có cháu nội đứa bồng. Cô thấy con dâu tương lai có hợp với mình không? À con ơi, Thảo ơi. Dạ cô chào cô. Nói vậy thôi chứ cô cũng không có khó khăn gì đâu. Thì cô cũng làm dâu rồi mà. Thì con thì nói thật là cô thì có mình nhìn hàng ngọc con trai thôi. Nói chung là mẹ con thì cũng phải đùm bọc. Nếu mà hai con mà có đến được với nhau được, con cứ thích ở riêng thì cũng được, không sao. Không sao, cô nói thật, cô rất dễ. Dạ. Cô lại muốn thích về quê, về muốn đi đâu đi cũng được, cũng không sao. Thường quá. Cô dạ. Cũng cứ thật. Rất là tâm lý. Một người mẹ tuyệt vời luôn. Vâng, dạ. Sẵn sàng hy sinh tất cả vì con của mình. Cảm ơn cô rất nhiều. Dạ vâng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái không gian riêng của hai bạn. Dạ. Cứ tìm hiểu và trò chuyện và quyết định nha. Mở rào. Chào em. Dạ em chào anh. Anh có món quà tặng em. Dạ em cũng có món quà tặng anh. Dạ, đây là xin. Quyển sách em tâm đắc nhất nhưng mà em chưa có kịp đọc nó nên hy vọng là anh sẽ ngồi đọc cho em nghe. Dạ anh cảm ơn em. Dạ đây là 99 bó hồng cũng tượng trưng cho tình cảm của anh dành cho em ạ. Rồi bây giờ hai người bắt đầu nói chuyện đi nha. Nếu anh nói nếu mà chúng mình đến được với nhau thì em mong muốn một cái cuộc sống gia đình như thế nào? Em anh chỉ đơn giản là vợ chồng hiểu nhau là được rồi. Thì hồi nãy em nói là em chỉ muốn hai vợ chồng sống thôi. Tại vì kiểu như là em nó độc lập quá cho nên nhiều khi tính của em nó cũng hơi vô tâm. Nhiều khi em cũng hững hờ với người khác lắm. Em cũng ít quan tâm, em chỉ nghĩ cho bản thân em thôi à. Em có thể tranh luận với bạn ấy để tìm ra mấu chốt để cùng hòa hợp với nhau. Cái chuyện mà ở chung với mẹ và không ở chung với mẹ, chuyện này khó đó. Cái vấn đề là em nói ra là ý là trong cái cuộc sống gia đình đó, ví dụ anh với em tới với nhau là ý là chỉ có anh và em thôi. Dạ đúng rồi. Cái đó thì với anh thì anh không thể chấp nhận được. Không, thật ra thì nó cũng xuất phát từ cái khuyết điểm của em. Tại vì em là cái người hơi hay lo xa này kia. Nên là em nghĩ là ở chung thì em thấy có nhiều cái mâu thuẫn á. Thì khi em chỉ thương cái người đàn ông của mình thôi. Tại vì khi mà lúc đó người ta sẽ đứng ở giữa mẹ và vợ, không biết là phải xử lý là nghiêng về bên nào. Nó cũng sẽ dẫn đến cái vấn đề là em không thích ở chung. Anh hiểu vấn đề em muốn nói rồi. Thì anh cũng nói là vấn đề là nói chung để nói nhanh Quỳnh Linh để tìm ra được cái chung nó thiệt là khó. Vì anh cũng quan điểm của anh là như vậy. Dạ. Bây giờ quan điểm cuối cùng
Bởi cái đây là cái mà nãy giờ vẫn chưa giải quyết được. Em lấy vợ, bắt buộc là phải về sống chung với em với mẹ. Dạ đúng rồi. Đúng không? Em lấy chồng, dạ, em không muốn sống chung với mẹ chồng, đúng không? Dạ đúng rồi. Quyết định như vậy? Dạ. Không sống chung với ai hết? Có thể là sống chung với gia đình của em. Có thể là sống chung với gia đình của em. À, hả? Tức là sống chung gia đình em thì được. Dạ đúng rồi, sống chung gia đình em thì được. Ý, cái đó phải lo xa mà, cái đó là ích kỷ đó bé gái. Sao vậy em? Sao sống chung gia đình em được mà không sống chung gia đình chồng được? Anh nói nè, về nhà chồng đi, rồi em sẽ hối hận những cái lời nói của em đó. Thôi cái này để suy nghĩ sau. Suy nghĩ sau hả? Không, bây giờ mình phải giải quyết cho ra vấn đề. Chị nói nghe nè, những gì em nói ở đây, những gì em suy nghĩ ở đây, tất cả khán giả ngồi trường quay đều thấy, tất cả khán giả xem tivi sẽ chứng kiến. Và qua đây họ sẽ có đánh giá, họ sẽ có suy nghĩ về em, về phát ngôn của em, nên thực sự phải cẩn trọng. Ví dụ như chị đang nghĩ là em muốn độc lập hai chồng sống với nhau, cuối cùng bây giờ em giật ngược lại, em nói về sống với gia đình em, như vậy không phải là chị nghĩ là hơi bị ích kỷ cho bản thân mình rồi. Suy nghĩ kỳ lại đi em gái, về nhà chồng nha. Dạ thôi, nếu mà anh nãy giờ suy nghĩ vậy em thấy ý kiến nó cũng hay. Cũng hay, đúng rồi. Dạ. Một tràng pháo tay cho cô gái. Thật sự thế này nè, anh thấy anh Ngọc đây cũng rất là chân thành. Em một cô gái cũng rất là dễ thương. Mẹ chồng dễ thương vô dễ cùng thương, luôn. Rất thương. Tại vì em nhiều cái mà em như bạn em bà đó. Bớt lo xa đi. Mọi người cho em xả cái nha. Bà sợ về mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, rồi chồng đứng giữa rồi không biết, rồi lỡ con trai lúc phải binh mẹ. Bà bớt lo xa đi, hiểu không? Dạ. Bây giờ cuộc sống bây giờ thế kỷ 21.4.0 rồi. Đừng có la em gái tôi. Em gái tôi dễ thương, em gái tôi sợ thôi. Dạ. Anh hiểu em. Không phải. Nhưng mà cuối cùng là bây giờ là cuối cùng là em đồng ý về nhà chồng chưa? Dạ rồi anh. Rồi nha, nghe lời anh đi. Đây là chỗ dựa rất tốt luôn đó. Dạ. Rồi nha, đường ra đó Ngọc. Bớt lo xa nha, bớt lên cung trăng nha. Em gái rất là dễ thương, nhưng có một điều là em giữ quan điểm của mình quá. Dạ. Cuối cùng thì cánh cửa tình yêu cũng đã mở đó. Dạ. Bây giờ để giải tỏa căng thẳng, mình hát nhau, tặng nhau bài đi. Cái chuyện này sao nó căng thẳng quá. Vậy đi. Em thì hát không có hay nhưng cũng hay hát. Em thì không nhớ tựa bài hát gì mà cứ hát ra chắc là người sẽ biết. Dạ. 2, 3. Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua anh gối ghém từng kỷ niệm. Phải giấu con đường xưa, những chiều hẹn cơn mưa đổ, mưa lạnh vai em, anh thấy lòng mình giá băng. Hay quá. Giây phút quyết định đã tới. Nếu mà Thảo rung động thì Thảo bấm, nếu Ngọc rung động thì bấm. Không phải bấm để mình vừa lòng ai đó, thích thì bấm, không thích thì thôi. Nào. 3, 2, 1. Hết thời gian. Em có bóng không vậy? Dạ không. Rồi, cảm ơn em. Đứng lên nè. Đây, hoa của em. Thảo ơi, tại sao lại không bấm Thảo? Không, thật sự bạn Nam cũng là người rất là tốt. Nhưng mà nãy Gia nói là mình chỉ thật sự cảm thấy rung động thì mình mới bấm. Đúng vậy. Dạ. Tại vì có thể là bạn đó tốt, nhưng mà có những cái em chưa thật sự cảm thấy rung động với bạn. Chính xác. Dạ. Điều đó là một điều mà chúng tôi luôn luôn muốn nó chân thật tại bạn mối quan hệ. Không rung động, chúng ta bấm cũng không để làm gì cả. Chúng tôi trân trọng những cái tình cảm thật đó, những cái quyết định thật đó. Nhưng mà hãy mở lòng ra chút xíu nha Thảo. Và tôi hy vọng rằng một ngày sớm nhất thì khán giả truyền hình sẽ bấm nút cho hai bạn. Yeah. Em cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội cho tụi em đến với nhau. Tuy rằng là không đến được với nhau thì anh cũng chúc em sẽ tìm một cái người phù hợp với mình. Dạ. Cảm ơn em. Thì có ban biên tập của chương trình cho nên là mình cứ thoải mái mình chia sẻ ha. Đang ở ngoài nắng quá hay sao thấy hơi nhăn nhăn vậy anh? Quên. Sáng nay em vội qua em định lên em ngồi ở quán cà phê ấy. À, không cần phải ở cà phê đâu, mình cast online bất cứ đâu mình vẫn cast được ha. Đầu tiên là anh giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Chị ấy sao mà em không thấy hình chị nhỉ? Hiện tại là ban biên tập cũng đang làm việc ở những cái không gian nó khác nhau, cho nên là chủ yếu là sẽ thấy được hình ảnh của anh là chính, và mình cũng quay làm một đoạn clip ngắn của anh á ha. Dạ rồi, mời anh bắt đầu ạ.
Em giới thiệu với chị, em là Bùi Đình Khương. Em sinh ngày 02 tháng 10 năm 1987. Em nay 34 tuổi rồi. À, 35 tuổi rồi. Bùi Đình Khương đúng không ạ? Dạ vâng, em chưa có lập gia đình lần nào hết. Rồi, quê mình ở đâu, công việc hiện tại là gì nè? Em quê em là quê gốc của em ở Thanh Hóa, nhưng mà em thì em làm việc ở trong miền Nam á, trong tỉnh Ninh Thuận á. Tiếp đi anh, công việc là gì, em đang cần biết những cái thông tin đó. Em làm bên thủy sản. Cụ thể giùm em ha, thủy sản là làm cái gì? À, em là kỹ sư nuôi trồng thủy sản đấy. Ừ, là mình làm Em ở trong Ninh Thuận lâu chưa? đúng rồi, em nếu mà chị về Ninh Thuận á, chị nhìn thấy công ty cổ phần đầu tư S6 á, đó là tập đoàn của em. Tập đoàn này là tập đoàn sử dụng cái đề tài của em á, nhưng mà bây giờ em đang dính vào một cái trường hợp là khoảng cỡ tầm 15-20 ngày nữa thì em sẽ có một cái vụ kiện kiện về sở hữu trí tuệ tại thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Cái đề tài này của em là cái đề tài được viết đầu tiên và duy nhất trên thế giới á, cho nên đến bây giờ em chưa có lập gia đình thì khoảng cỡ tầm 15-20 ngày nữa thôi. Dạ, nhưng mà thật ra thì em cũng lớn tuổi rồi nên cũng muốn lập gia đình nha chị. Là 15-20 ngày nữa là anh đi đâu? 15-20 ngày nữa là có thể là em vào trong đó để em giải quyết về cái vấn đề tài sản của em ở đó. Trong nào anh vào, trong nào vào, trong thành phố Hồ Chí Trong Minh hay Ninh sao? Thuận á. Dạ. Rồi ok, anh Khương chia sẻ về bản thân mình đi ha. Những cái điểm mạnh, điểm yếu nổi bật của mình là gì nè? Em thì em tốt nghiệp đại học thương mại chuyên ngành quản trị kinh doanh. Vâng, em tốt nghiệp đại học thương mại chuyên ngành quản trị kinh doanh năm 2000, tốt nghiệp vào năm 2013. Em thì em chỉ giỏi về nghiên cứu khoa học thôi, giỏi về kinh doanh và nghiên cứu khoa học, và đặc biệt là ở ngành tôm á. Dạ. Em thì cũng tính tình thì em cũng vui vẻ hòa đồng thôi, không có khó cái gì cả, nhưng mà đều phải trên cơ sở của nguyên tắc hết. Rồi, tiếp đi anh. Còn gì nữa không? Ở Ninh Thuận là hiện tại là mình đang ở với ai? Mình ở trọ trong đó hay như thế nào anh? Em mới ở trong đó về xong khoảng cái thời gian đấy em vào ở Ninh Thuận thì nói chung em cũng có anh em người nhà ở trong đó. Là Ở hiện Sài tại Gòn là thành mình đang phố. ở ngoài Thanh Hóa luôn. Đúng, đúng rồi. À, là khoảng 15-20 ngày nữa mình mới bắt đầu vào Ninh Thuận. Dạ, em vào để em giải quyết về cái vấn đề của em ở cái tập đoàn đó ấy. Giải quyết xong rồi mình ở đó luôn hay mình đi về Thanh Hóa lại? Đương nhiên là giải quyết xong thì đương nhiên là có thể em sẽ công tác tiếp tại Ninh Thuận, hoặc có thể là em sẽ sinh sống ở Sài Gòn. Có nghĩa là Đấy. vào để giải quyết kiện cáo này kia thôi gì? Đúng rồi, đúng rồi. À, là họ sử dụng cái mô hình đó của mình mà họ không xin phép hay sao anh? Đúng rồi chị, em có bản quyền mà. Em có bản Rồi. quyền em có để bản quyền, nếu mà chị để ý trên cái Zalo của em là chị thấy cái bản quyền của em ngay. Rồi Cái ok. logo. Dạ, và đơn đơn gửi về cái tập đoàn đó. Rồi ok, trước giờ mình trải qua mấy mối tình rồi anh? Em thì thật ra thì mối tình thì em thật ra em đi học thì cũng có nhiều bạn thích em. Nhưng mà tính em thì nó kiểu như là cũng không thích yêu một người nào đó, mà trong khi ví mình mình không phải là một người thật sự đảm bảo về tài chính tốt đấy. Tính em là như vậy thì thật ra thì em nói chưa có mối tình nào thì không phải, nhưng mà chỉ có một mối tình thôi, còn sau đó là em đi nghiên cứu các thứ ấy. Em cũng rất chi là bận. Rồi sao mà anh biết tới chương trình rồi đăng ký tham gia vậy? Em hay xem trên tivi ấy chị. Rồi ok. Bây giờ mình mong muốn tìm kiếm một người bạn gái như thế nào ha? Những cái tiêu chí nè, về ngoại hình, tính cách, tuổi tác, vùng miền. Thật ra thì em mong muốn là tìm một cái người bạn gái là nói chung là nó phải cao ở trên 1 m, trên trên 1 m 6. Anh cao mét nhiêu? Em cao 1 m 7. Rồi, Dạ, chiều trên 1 m cao rồi 6 còn trở gì lên nữa? á, thậm chí là bằng em. À, và thứ hai là phải có trình độ đại học. Vâng ạ.
đặc biệt là nếu mà trình độ bên ngành kế toán và kinh tế tài chính thì tốt tốt. Rồi. Thứ ba này là quê thì nói chung là ở đâu thì cũng được, nhưng mà nếu mà ở Thanh Hóa hay là những cái tỉnh mà em cũng không quan trọng quê lắm. Em không quan trọng rồi đó. Nói chung là tính tình và đức tính thì nói chung là sống có trách nhiệm với lại gia đình với lại người thân là được. Có nghĩa là cùng quê Thanh Hóa thì càng tốt ha. Vâng ạ, không thì quê ở Sài Gòn cũng được, Hà Nội cũng được, Rồi. miền Tây cũng được, nhưng mà nói chung là em thì em chỉ thích là một là Sài Gòn, hai là ở Hà Nội, ba là Thanh Hóa rồi, Rồi, ok. và Còn các tỉnh miền Bắc hoặc các tỉnh ở miền Trung cũng được, nhưng mà cái đó thì cũng không 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 có ấy lắm, nhưng mà đại khái là từ Sài Gòn trở vào trở ra Rồi. Ok, còn yêu cầu gì nữa không anh? thì em nhìn cô bé cũng nói chung là ít tuổi hơn em thì cả cũng được, không đừng có quá tuổi em, Nhỏ và tuổi hoặc bằng ha. nhỏ tuổi hơn em, có nói cỡ nằm ở dưới tầm ít tuổi hơn em, ok là được, không không cái đó không quan trọng lắm. Rồi còn gì nữa không anh? Nói chung mà thì công việc thì các thứ thì nói chung là cũng không cần cô bé đâu phải có một cái gì đúng không, gọi là ấy, chỉ cần người nó ok là được rồi, còn vấn đề còn lại thì em nghĩ rằng có thể có một cái cách để giải quyết được. Rồi, ok. Anh còn yêu cầu gì nữa không? Còn yêu cầu gì đặc biệt ở người này nữa không? Nói chung là yêu cầu đặc biệt là chị ý chị với lại yêu cầu nào chị? Có điểm gì mình ưu tiên hàng đầu á, kiểu bạn gái bắt buộc phải có tiêu chí đó đó. Là nói chung là lúc chưa lấy chồng thì thôi, nhưng mà đã lấy chồng rồi thì phải nói chung là tuyệt đối là quan trọng nhất là phải chung thủy. Rồi, Còn lúc ok. em bố em rồi thì lấy ai lấy em không quan tâm. Rồi, hôm nay chỉ là cái buổi cáp đầu tiên ha, mình làm quen mình trò chuyện với nhau như vậy thôi. Nếu mà mình được chọn nè, cũng như có người phù hợp rồi á, thì chương trình sẽ thông báo cho mình biết cụ thể những cái quy trình phía sau nữa ha. Dạ rồi á, thì mình cứ tự tin chủ động chia sẻ nha. Đầu tiên giới thiệu về họ tên tuổi quê quán và công việc của mình nha. Rồi mời em bắt đầu luôn. Em tên Đặng Trường An, em 23 tuổi, hiện tại em đang ở nhà phụ giúp gia đình thôi. Đặng Trường An, 23 tuổi là em sinh năm 2000 á hả? Dạ vâng. Quê em ở đâu? Quê em Vĩnh Phúc ạ. Là hiện tại em vẫn đang ngoài quê luôn. Không, em đang ở Bình Dương chị ạ. À là gia đình đã chuyển vào Bình Dương rồi hay sao em? Dạ đúng rồi chị ơi. Rồi ok, cụ thể với chị coi ở nhà là phụ giúp gia đình như thế nào? Nói chung là giờ em vẫn sắp tới em lên Biên Hòa có một số việc em cần làm giải quyết trên đấy, nói chung là cái vấn đề này cũng việc làm thì em cũng không nói ra được, nhưng mà nó liên quan đến cái mà quản lý hệ thống với lại kinh doanh nhỏ. Cụ thể là kinh doanh về gì em? Nói chung là thực phẩm á chị. Kinh doanh nhỏ là cái này, là kinh doanh là nhà em cũng trước giờ đã kinh doanh rồi đúng không? Chưa chưa chị ạ, cái này em làm riêng mình em làm thôi, gia đình trước giờ không làm chị ạ. Chứ hồi nãy em nói hiện tại là đang ở nhà phụ giúp gia đình, là phụ giúp việc gì? Ở nhà ở với bà thì kiểu như là có gì phụ cái đó, nấu ăn rồi dọn dẹp đồ các thứ thôi à, chị cũng không làm gì nhiều. Rồi bây giờ còn trẻ 2000 này kia nè, rồi lý do vì sao mình muốn đăng ký tham gia chương trình? Dạ em kiểu như là em cũng muốn thử với lại xem, với lại tại giờ thời gian em rảnh, còn đợt trước em đi làm thì cũng không nhiều thời gian rảnh á, để đi với lại em muốn xem lên đó xem có người phù hợp không. Là trước đó em làm công việc gì? Khoảng thời gian trước thì có một khoảng thời gian em làm editor, là làm dựng phim á. Rồi xong rồi sao chán dựng phim rồi hả, chuyển sang kinh doanh hả hay sao? Không, cái đợt đó là vào cái khoảng thời gian dịch á, có khách với lại có nhiều biến cố quá nên em phải dừng lại. Ok, trước giờ em trải qua mấy mối tình rồi ạ? Trước giờ hả? Hai chị, nếu Rồi mà đúng. chia sẻ coi hai mối tình đó quen như nào, sao chia tay nè.
Nói chung là cái mối tình đầu tiên ấy thì là cái hồi còn lỡ 16 tuổi thì lúc đó quen thì cũng như bao tình yêu của tuổi trẻ thôi, thì cái đợt đấy thì quen một thời gian xong rồi vì lý do lặt vặt mà chia tay à. Mối tình thứ hai ấy thì yêu cũng được 1 năm trời xong rồi em đi lính ấy thì chia tay, thì người ta đó, thì mới ở nhà thì chia tay thôi, đơn giản đó thôi. Rồi ok. Em có tài lẻ hay năng khiếu gì không? Nói một xíu về bản thân em đi. Tài lẻ thì em có nhiều ạ, đi đóm thì em cũng biết ít, sử dụng wifi em cũng biết, nói chung máy tính em cũng biết, điện thoại em cũng biết một tí, nói chung là sửa mấy cái lặp vặt về phần mềm á. Với lại giao tiếp thì em cũng thuộc dạng ổn, không phải quá xuất sắc nhưng mà nó thuộc dạng ổn, với lại nắm bắt mấy cái linh tinh tốt. Linh tinh là cái gì em? Trend chiếc đồ hay sao? Đúng rồi, kiểu như vậy, với lại nó cũng kiểu kiểu như thế, với lại mấy cái kiểu như mấy cái vấn đề nhỏ nhỏ người ta gọi là tinh tế nhưng mà em chưa tới mức tinh tế nhưng mà em nắm bắt được. Em có ca hát đồ được không? Thể hiện cái gì về năng khiếu nghệ thuật đồ được không? Nghệ thuật thì nếu mà như 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 nói thì em chỉ quay dựng với những cái góc máy mà kiểu như là quay về quay phim á, nó cũng về nghệ thuật thì em chỉ thế thôi, vẽ vời ca hát thì em cũng ca hát thì không được nhá, là em thuộc dạng kém, còn vẽ thì em biết chút chút. Rồi bây giờ em mong muốn tìm cô gái như thế nào? Như con gái là được chị Miễn là con gái là được hả? rồi, Xấu đúng rồi. đẹp, cao thấp, mập ốm như thế nào cụ thể cho chị coi, chứ con gái trong chương trình nhiều dữ lắm. Cứ bình thường không quá mập là được. Đấy, không nói chị lại chọn cho một cô 80 kg cũng là con gái, không quá mập. Rồi còn gì nữa? Tuổi tác, vùng miền ở đâu thì được. Tuổi tác thì xem cỡ em mà vùng miền chỗ nào cũng được. Là em có chấp nhận quen người lớn tuổi hơn không hay sao? Lớn tuổi trong giới hạn khoảng là 2 đến 3 tuổi tầm đây. Lớn hơn 2 đến 3 tuổi. Rồi có yêu cầu gì đặc biệt về cô này nữa không để phù hợp với em á? Không chỉ thế thôi. Rồi có phải về cưới về phải làm dâu không hay sao, em có yêu xa được hay là không? À mấy cái đấy là gia đình em cũng là gia đình mở nên mấy cái đấy nó không quan trọng lắm. Rồi ok. Thì hôm nay chỉ là cái buổi cast đầu tiên thôi ha An. Nếu mà em được chọn nè và có cái cô gái phù hợp thì chương trình sẽ thông báo sớm cho em, và nếu mà mình được chọn trong chương trình là cực kỳ có duyên luôn á, thì mình cố gắng mình sắp xếp tham gia nha, quan trọng phải có người phù hợp đã. Còn cô gái ở trong chương trình thì rất là nhiều, không phải là ai cũng ghét được với nhau nha. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi ok, mình cắt xong rồi á An, Rồi, bye bye. ở được rồi ha. Chào em. Vâng, chào chị.